những ngày đầu tiên là những ngày khá là vất vả đối với chúng tôi. Vì không có thời gian nghiên cứu địa điểm quay trước nên là hầu như việc tìm địa điểm quay phù hợp luôn là vấn đề khá là khó cho cả nhóm. Ví dụ như là vào những chỗ có an ninh nghiêm ngặt thì chúng tôi phải xin phép, không thì bị đuổi ra ngoài giữa chừng. Và điều đó là thật là tệ. Quay được một cảnh dưới kia quay lên thôi mà. Bắt đầu với những cảnh quay đầu tiên, dụng cụ ghi hình của cả nhóm chỉ là những chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng mà mọi người hy vọng là sau phần hậu kỳ, hình ảnh sẽ được trau chuốt hơn nếu được chỉnh nước màu phim. Phần lời thoại khá là quan trọng trong clip. Nó khá là khó đối với những diễn viên nghiệp dư như chúng tôi. Tay Quỳnh Phong vừa làm gì nhỉ? Có vẻ khá là lung túng trong ngày quay đầu tiên và mất tập trung nữa. Không là cáo giả, không vời vợi, nhưng chưa chàng khi anh vẫn lối trên anh chưa. Ê, lại luôn đi. Để không quay đấy. Bắt đầu. Chuẩn bị chưa? Phương là một cô gái khá là nhanh nhẹn và hoạt bát. Mới đầu khi tham gia nhóm thì bạn ấy có vẻ khá là lúng túng, nhưng mà dần dần thì bạn ấy cũng làm quen với phong thái làm phim của cả nhóm. Phương thì luôn tươi cười trước ống kính, còn cô gái này thì thấy đã bảo tình ăn pho lư này đấy, ăn pho lư này nhau rồi. Lên yêu I was let go and do. Thank you.
takedowns.